Đầu tiên là mình sẽ học hai dạng toán để thầy hướng dẫn cho các bạn nha. Hai dạng toán tính nhanh. Hôm qua là thầy hướng dẫn cho các con hai dạng rồi. Hôm nay tiếp tục thầy hướng dẫn cho các con hai dạng toán để tính toán nhanh nhẹn nữa nha. Dạng bài số 1. Thầy có AB nhân với AC. AB nhân AC, hai chữ số nhân với nhau. AB nè nhân với AC. À, nhưng mà hàng chục phải giống nhau nhé các bạn. AB nhân AC. Và thêm một điều kiện nữa. Điều kiện, thầy có một cái điều kiện nữa. Điều kiện đó là gì nhỉ? Hàng đơn vị cộng nhau bằng 10. Các con mà thấy hàng đơn vị cộng nhau bằng 10 thì chúng ta có thể áp dụng nha. Rồi, tiếp nha. Mở ngoặc tròn ra, mình ghi nè, hàng chục giống nhau. Hàng chục giống nhau. Hai cái số này mình thấy là hàng chục AA giống nhau. Còn hàng đơn vị cộng nhau bằng 10. Đấy, hàng chục giống nhau phải hàng đơn vị nha. Hàng đơn vị cộng nhau bằng 10. Đây, bây giờ mình viết bằng lời nha. Vừa nãy mình viết bằng ký hiệu toán, còn bây giờ mình viết bằng bằng lời ha. Đấy, thầy viết những cái chỗ này rất là ký cho các bạn để các bạn hiểu. Ví dụ thầy có ở đây là 20, 24 nhân cho 26. Đó, con có thấy hàng chục là số 2 giống nhau không? Hàng đơn vị cộng nhau là 10 nè, 4 cộng 6 là 10. Hàng chục thì giống nhau, hàng đơn vị cộng nhau là 10. Tiếp tục nè. Thầy có ở đây là 32 nhân cho 38 chẳng hạn. 32 nhân 38 chẳng hạn. Hàng chục này cũng giống nhau nè, 3 với 3 giống nhau, còn hàng đơn vị cộng nhau là 10. Thấy chưa? Tương tự ha. Đây, 23 nhân cho 27 chẳng hạn. Đó. 40, 45 nhân 45 chẳng hạn. Đấy, hàng chục giống nhau, hàng đơn vị cộng nhau là 10. 61 nhân 69 chẳng hạn. Đấy, còn nhiều lắm. Đó. Thế con ghi. Xong rồi thầy sẽ kiểm tra nhá. Đây, bây giờ thầy đi kiểm tra, còn bạn nào chưa bật camera không? Bạn nào chưa bật camera thì thầy cho ra ngoài nha. Alo, xong chưa? Rồi. Bạn nào xong rồi nào? Bảo Nguyên. Đấy. Lê Thanh Hòa. Phạm Thị Thu Đông. Đó. Hảo Nguyễn Minh Quân.
Hay xong rồi nè. Lấy được em xong chưa con? Thân ngân. Rồi. Xong rồi đúng không? Rồi bây giờ thầy sẽ hướng dẫn nha. Câu số 1. Đây, chúng ta có 24 nhân với 26 bằng Bước 1, cái này dễ lắm, làm giống ngày hôm qua. Bước 1, chúng ta lấy hàng đơn vị nhân với hàng đơn vị. À, lấy hàng đơn vị nhân với hàng đơn vị. À, đây là 4 với 6. Hàng đơn vị nè, là 4 với 6. Chúng ta vẽ cho thầy. 4 nhân 6. Nha, 4 nhân 6. 4 nhân 6 là bao nhiêu? 4 nhân 6 là bao nhiêu? 4 nhân 6 là 20. 24. Đúng rồi, 4 nhân 6 là 24. Ok, 4 nhân 6 là 24. Bước số 2. Chúng ta lấy hàng hàng chục. Đây, hàng chục của mình đây. Hàng chục cũng rất quan trọng. Lấy hàng chục nhân cho số liền sau của nó. Các con hãy lấy hàng chục nhân cho số liền sau của nó. Hàng chục là số 2 ha. Nhân với số liền sau của số 2. Số liền sau của số 2 là số mấy nhỉ? Số liền sau của số 2 là số 3. 2 nhân 3 là mấy? 2 nhân 3 là 6 phải không nhỉ? 2 nhân 3 là 6. Vậy đáp án mình có thể tính thật nhanh là bằng 600 bao nhiêu? 624. Wow, siêu không? Bạn nào thấy siêu không? À, cực kỳ nhanh luôn phải không nhỉ? Ai thấy nhanh nào comment chữ hay hay hay. Wow, 24 nhân 26, mình chỉ cần có hai bước nhân cơ bản thôi. Là hàng đơn vị nhân hàng đơn vị, cái hàng chục nhân cho số liền sau của nó, cái xong luôn. Đáp án là 620 mấy? 620 24. Wow, siêu chưa, siêu chưa. Rồi, bây giờ đến ví dụ thứ hai nha. Xem coi ai sẽ trở thành người chiến thắng thầy. Ví dụ thứ hai, 32 nhân cho 38. Hay quá, đúng không? 32 nhân 38. Đấy. Mình cùng nhau đến ví dụ 32 nhân 38 thôi. Cắt ra 3 ô nha các bạn. 1, 2, 3. Đấy. Để mình làm ha. 32 nhân với 38 nè. Đấy, 32 nhân 38. Các con thử rủ ba mẹ coi. Thử rủ ba mẹ tính với mình coi. Xem có đúng không. Xem có ai tính nhanh hơn nha. Rồi, bước 1. Bước 1 mình làm sao đây? Bước 1 thì mình lấy 2 nhân với 8, phải không? 2 nhân 8 là bao nhiêu? 2 nhân với 8 là 10. 16 ha. Bước 1 nè, 2 nhân 8 ở đây là 16. 16 ha. 2 nhân 8 là 10. 16. Hai nhân tám là 16. Bước số 2. Rồi, bước số 2. Chúng ta lấy hàng chục nhân với số liền sau của nó. Đây là bước 2 nè. Bước 2 nè. 3 nhân 4 là bằng 10. 12. 3 nhân 4 là 12. Hay chưa, hay chưa. Lại nha, bây giờ tiếp tục. 23 nhân 27, xem coi ai tính thắng thầy nè.
23 nhân 27. 23 nhân 27 23 nhân 27. Bước 1, 3 nhân 7, 3 nhân 7 là bao nhiêu? 3 nhân 7 là 27. 21, đúng rồi, 3 nhân 7 là 21. Bước 2. Bước 2 giờ làm sao đây? Bước 2. Bước 2 là chúng ta sẽ lấy thừa số thứ nhất, ta lấy hàng chục nhân với số liền sau của nó, phải không con? 2 nhân với 3. 2 nhân 3 là mấy? 2 nhân 3 là 6. Vậy đáp án của chúng ta là bao nhiêu nào? 621 là 5, hay không con? Trương Hoài Bắc, Thanh Mai, Lăng Kim Ngân, siêu không? Đâu còn mấy câu nữa, còn hai câu nữa. Rồi sẽ thử tính coi xem ai là chiến thắng thầy nha. Xem ai nhanh hơn thầy. Tuấn. Ok, đúng rồi, Bảo Nguyên. Đây, giờ chúng ta cùng nhau đến với câu tiếp theo. 45 nhân 45. 45 nhân với 45. Đấy, 45 nhân 45. Bước 1, lấy hàng đơn vị nhân với hàng đơn vị. Hàng đơn vị nhân hàng đơn vị là 5 nhân 5. 5 nhân 5 là bằng bao nhiêu? Đấy không nhỉ? Bước 1 đây, 5 nhân 5. 5 nhân 5 là bằng 20, 25. 5 nhân 5 là bằng 25. Bước số 2. Bước số 2 là chúng ta lấy hàng chục, phải không nhỉ? Chúng ta nhân với số liền sau của nó. Là 4 nhân 5. 4 nhân 5 là bằng 2, 20. 2025 là đáp án chính xác. Yeah. Đập tay. 3 2 1. Yeah. Xuất sắc. Tuyệt vời ông mặt trời, phải không? Siêu hay. Siêu hay luôn. Siêu hay luôn đúng không? Câu cuối cùng. Cho hai câu nữa luôn ha, hai câu nữa luôn để cho mình vừa đủ cái bảng của thầy là 6 câu, 6 câu một dạng ha, 6 câu. Ok. Rồi, câu này phải cẩn thận. 61 nhân 69. Câu này phải rất là cẩn thận. Được không nhỉ? Rất cẩn thận nha. 61 nhân 69. 61 nhân 69. Rồi, bước 1. Các con lưu ý cho thầy một điều. Có một cái điều thú vị mà chúng ta cần lưu ý. Đó là nếu mà hàng đơn vị nhân nhau mà nhỏ hơn 10. Nếu mà hàng đơn vị nhân nhau mà nhỏ hơn 10, nó chỉ có trường hợp với số 1 với số 9 thôi. Nhân nhau mà nhỏ hơn 10 ấy, thì các con phải ghi cho thầy là 09. Nhớ nha, phải ghi là 09. Đấy, 09. Phải ghi cho thầy là 09. Ok chưa?
Đúng rồi, ghi là 0909. Ok Minh Quân, ok. Đúng rồi. À, bước số 2. Bước số 2 đây. Bước số 2. Đó, bước 2. Đây, đây là bước 2. Đó, bước 2 nè. Chúng ta lấy hàng chục nhân với số liền sau của nó. Các ba mẹ và các con nếu thấy bài học ngày hôm nay rất là hữu ích cho mình thì hãy nhanh tay nhấn vào nút đăng ký, nhấn vào nút quả chuông và chia sẻ cái bài học này đến cho tất cả mọi người nha. Vì thầy biết rằng ai ai trong chúng ta cũng cần học tốt cho môn toán, yêu thích môn toán và yêu thích việc học của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.